Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức thăm tặng quà cho gần 40.000 cá nhân tập thể trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, toàn tỉnh có 39.044 đối tượng thuộc người có công, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật đặc biệt nặng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo năm 2023. Được tặng quà Tết với mức tiền là 500.000 đồng một người. Tổng kinh phí thực hiện chương trình thăm tặng quà dịp Tết Nguyên đán năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là trên 20 tỷ đồng, trong đó ngân sách của tỉnh là 13,6 tỷ đồng. Cũng trong dịp này, Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà tại 10 xã nghèo nhất của tỉnh. Cá nhân tiêu biểu là người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi tròn 100 tuổi và một số cơ quan báo chí, đơn vị hành chính sự nghiệp làm nhiệm vụ trực tết, các lực lượng công an, biên phòng, quân sự trên địa bàn tỉnh.